Xin chào mọi người đã đến với cây thuốc chữa bệnh quanh ta. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu một cây thuốc nam chữa bệnh gồm có các phổ bệnh sau: dùng làm thuốc long đờm chữa ho hen, chữa lị đau bụng, chữa mụn nhọt lở loét lâu ngày không khỏi, lở do bị phong, thuốc nhuận tràng lợi tiểu. Đó là cây tai tượng đuôi chồn. Cây còn có tên gọi khác là tai tượng xanh, thuộc họ thầu dầu. Cây mọc hoang, được trồng làm cảnh ở nước ta. Cây nhỏ hay cây bụi, cao 1-3 mét, vỏ màu nâu xanh, lá mọc so le, phiến xoan hay bầu dục thuôn, dài 8-15 cm, đầu nhọn, gốc tròn hình tim, mặt trên nhẫn, mặt dưới có lông thưa, nhất là trên các gân, màu lục bóng, cuống lá dài 2-3 cm, cụm hoa ở dạng bông ở nách lá, dài 20-40 cm, mọc thòng xuống, xù xì, màu hơi đỏ tươi, hoa cái ở nách một lá bắc có răng to, vòi nhụy như chổi, màu đỏ, ra hoa quả quanh năm. Bộ phận dùng: vỏ thân, hoa và lá. Dược liệu được thu hái quanh năm và thường dùng tươi. Vỏ cây được dùng làm thuốc long đờm, dùng trị ho và trị bệnh hen. Lá có tác dụng tiêu viêm, sát trùng. Hoa có tác dụng chỉ lị, chữa tiêu chảy. Lá và hoa được dùng ngoài làm dịu vết đau, làm dịu vết thương, làm săn da, chữa mụn nhọt lâu ngày không khỏi, lở do bệnh phong, dùng uống làm nhuận tràng và lợi tiểu. Ngày dùng 15-20 gram, dạng thuốc sắc, dùng ngoài, dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. Về bài thuốc cụ thể như sau: bài thứ nhất, dùng chữa long đờm, chữa ho hen. Ta lấy vỏ thân tai tượng đuôi chồn 20 gram, tía tô mạch môn mỗi thứ 12 gram, sắc uống. Dùng làm bài thuốc thứ hai là để chữa lị đau bụng hoặc đau bụng đi ngoài. Ta dùng hoa tai tượng đuôi chồn 20 gram, sắc uống. Bài thuốc thứ ba dùng để chữa mụn nhọt lở loét lâu ngày không khỏi, lở do bệnh phong. Lá tai tượng đuôi chồn 20 gram, lá thuốc tươi 20 gram, giã nát hai loại lá, hấp nóng dùng đắp lên mụn nhọt chỗ bị loét. Bài thuốc thứ tư được ứng dụng đó là bài dùng cây tai tượng đuôi chồn để làm thuốc nhuận tràng lợi tiểu. Ta lấy lá và hoa tai tượng đuôi chồn 20 gram để sắc uống hàng ngày.